cũng là chữa lành mà sao lạ quá. Thời gian gần đây cụm từ chữa lành trở nên rất hot, nên là hay có mấy câu đùa kiểu sơ hở là đi chữa lành rồi đó. Mà thông thường người ta sẽ chữa lành bằng đi du lịch nè, đi cà phê nè, nghe nhạc nè. Còn cái tên sát nhân trong cuốn Thiên Tài Phá Án, kế hoạch chữa lành của kẻ sát nhân này của Khương Tiến Ấn, hắn cũng chữa lành mà sao nó lạ lắm. Còn lạ chỗ nào thì để tôi kể cho nghe. Năm 2019 tại thành phố Kim Hải, cái chết đột ngột của nữ cảnh sát Linh Tuyết đã gây sốc cho cục điều tra hình sự tại đây, nhất là Lạc Tân, người có mối quan hệ gắn kết nhất với cô. Nguyên do của vụ việc được kết luận là do 44, khiến cho Lạc Tân càng khó chấp nhận sự thật hơn. Bởi với cậu, Linh Tuyết là một cô gái yêu đời nhất, lạc quan nhất. Chính vì lẽ đó mà Lạc Tân đã quyết tâm phải tìm cho ra sự thật đằng sau bằng bộ óc thiên tài của mình, giấu cho công cuộc lật án gặp ghềnh hơn cậu nghĩ. Xuyên suốt tập truyện có đến 3 vụ án nhỏ móc nối cho vụ án lớn chủ chốt, mà hầu hết là những tên tội phạm hoặc người trong cuộc đều có sự bất thường về tâm lý lẫn hành vi. Khỏi phải nói, tôi choáng váng nhất với cái vụ án nữ streamer đầu tiên, tại vì nạn nhân có sở thích ấy ấy với người khuyết tật. Và cũng chính cái sở thích này nên là kẻ thù ác đã ra tay với cô theo một phương thức vô cùng biến thái. Về Lạc Tân thì tôi thấy đây là một nhân vật được xây dựng khá đặc biệt, một người mắc hội chứng bác học do từng gặp phải tai nạn lúc nhỏ, khiến cho các kỹ năng xã hội, giao tiếp và đồng cảm của cậu bị thoái hóa nghiêm trọng. Nhưng chính vì sự đặc biệt này mà cậu lại trở thành một nhân tố không thể hoàn hảo hơn của đội điều tra, khi có thể giúp đồng đội phá án bằng cách khai thác sâu về khía cạnh tâm lý con người. Lạc Tân có thể nhập vai thủ phạm để tái hiện lại quá trình gây án. Cộng thêm với khả năng ghi nhớ tất cả những dữ liệu tội phạm, cậu đã phát họa được chân dung kẻ sát nhân để phá án. Có thể nói Khương Tuyết Ấn thật sự rất tài tình trong việc dẫn dắt người đọc đi qua từng cú lừa khác nhau. Vì lúc đọc hơn nửa quyển, tôi vẫn cảm thấy mạch truyện nó không liên quan gì đến sách ngoài trừ cụm từ thiên tài phá án cả. Mãi cho đến tận những trang cuối thì mọi thứ mới được hé lộ. Ví dụ như mối liên hệ giữa những nạn nhân của tên sát nhân biến thái kia rốt cuộc là gì? Vì đâu mà hắn lại chọn ra tay vào những ngày mưa? Hay liệu có phải để chữa lành như chúng ta vẫn nghĩ hay không? Thôi thì phải đọc mới biết không bà. Nhưng mà chuẩn bị sẵn mũ để đội đi nha. Vì thế này IQ cao lắm đó. Không những đánh lạc hướng những cảnh sát mà tới tôi còn bị đưa nè.